Đừng nghe nói chị. Alo. Dạ. Chị cứ tả đơn xong chị chọn cô khanh xong chị chọn con được không? Có mấy người nhá? Alo. Thì em đang bảo này, chị bây giờ đang ở kho này đúng không? Xong rồi chị bảo đi cô khanh đúng không? Nhưng chị muốn tạo đơn cho cô khanh ở kho này. Thế chị cứ bấm vào và tạo đơn hàng xong chị chọn cô khanh, xong chị chọn kho thì chị đúng người được. Đúng không? Vâng. Nhảy lâu. Chị cứ làm đúng như thế rồi không nhảy, chị dùng tăng năng này rồi. Vâng. Thế thì chị dùng kiểu gì? Thì lúc em ngồi em hướng dẫn thì em được ước, còn nào không có em hướng thì các chị là không được. Tầm mày thì nó, tầm mày có sợ em rồi em sợ các chị. Em chuyển chị sang kho lẻ rồi. Ủa cái tài khoản của chị vẫn là tài khoản cũ mà. Chị doanh kho lẻ ở đây không thành chị. Nhưng mà
Đường nhiều khi cô bạn. Thì kia là 96 đấy.
Thank you.